Laptop gaming sau một năm sử dụng có tã hay là không? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Cái khoảng thời gian mình sở hữu các laptop gaming này vào khoảng năm ngoái thôi. Lúc đấy thì CPU AMD trên laptop bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và mức giá của sản phẩm này cũng rất hấp dẫn, nó chỉ dưới 30 triệu đồng thôi. Thì đây là laptop Asus ROG Zephyrus G. Thì nếu như bạn nào quan tâm ấy thì các sản phẩm của laptop Asus mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả của video. Mình sẽ tập trung luôn vào phần cấu hình cho các bạn nào quan tâm, đó chính là được trang bị CPU Ryzen 7 3750H. Thì CPU này có 4 nhân 8 luồng, xung nhịp cơ bản 2.3GHz và boost lên 4.0GHz. Và nếu như các bạn nào quan tâm là CPU này sẽ mạnh bằng CPU nào bên phía Intel thì mình sẽ nói luôn, đó chính là tương đương về phần thông số sẽ là so với Core i5-8300H sẽ cùng xung nhịp luôn, các kiểu, nói chung là cùng hết. Thì cái hiệu năng sử dụng ấy thì mình phải nói thật với anh em, đó chính là các CPU của Intel cùng thông số sẽ luôn cho cái hiệu năng nó nhỉnh hơn một chút xíu khi so với các CPU đến từ AMD. Và mẫu laptop này cũng được trang bị 8GB RAM, mình đã nâng lên thành 16GB để phù hợp với nhu cầu của cá nhân mình, và 512GB SSD và card đồ họa là GTX 1660 Ti Mark-Q Design. Thì với combo này, các công việc của mình đa số các thời gian trên công ty mình làm content, và cùng với đó là mình sẽ làm thêm cả Photoshop AI, và rảnh rỗi một chút thì mình có thêm làm cả Premiere nữa. Thì cảm giác sử dụng của mình trên mẫu laptop này ra sao? Ổn, mình không ấn tượng và cũng không có gì đáng phàn nàn cả. Cảm giác sử dụng này mượt mà, không hề lỗi. Tại sao mình nói không hề lỗi? Bởi vì các bạn có thể nghe nhiều người nói là các CPU của AMD lỗi. Đúng, mình khẳng định có lỗi, nhưng các bạn xử lý cái lỗi này ra như thế nào và ra sao? Nếu các bạn xử lý cái lỗi đấy một lần rồi thì nó sẽ không gặp lặp lại nữa. Và nếu như cái lỗi xảy ra bạn không xử lý thì chắc chắn nó sẽ còn lỗi tiếp, đúng không? Nó rõ ràng như vậy. Và càng đầu ạ là GTX 1660 Ti Mark-Q thì toàn bộ các tựa game hiện nay anh em đều có thể chiến được max setting trên độ phân giải Full HD. Ở một số tựa game ấy thì anh em có thể lưu ý setting lại một chút để cho cái FPS nó cao nhất có thể, bởi vì màn hình mẫu laptop này lên đến 120Hz, 15.6 inch, tấm nền IPS. Thì chơi game không có gì đáng phàn nàn cả. Và nếu như các bạn nào kiểu chưa dùng cái màn hình có tần số quét cao bao giờ ấy thì hãy sử dụng các màn hình có tần số quét cao, kể cả cảm giác di chuột tôi đã mượt mà hơn rất nhiều rồi. Và cũng như mình đã nói, một số các tựa game nhẹ thì anh em cần quan tâm, một số các tựa game nặng một chút ấy, thì anh em kiểu tựa game offline ấy, thì anh em kiểu setting một chút để phù hợp với màn hình 120Hz. Còn nếu như anh em quan tâm đến kiểu cái đồ họa thì chấp nhận một chút cái FPS thấp và đồ họa đẹp, và ngược lại đấy, kiểu như vậy. Bàn phím thì như thế nào? Bàn phím cho mình trải nghiệm nó hơi khó nói một chút. Thì hành trình phím đông, mình phải khẳng định mặc dù đây là một mẫu laptop gaming nhưng hành trình phím theo mình cảm quan cá nhân của mình sử dụng thì mình thấy nông. Thì còn các bạn sử dụng ra sao thì có thể để lại ý kiến ở mục bình luận video. Khoảng cách giữa các phím hợp lý này, phím to rõ ràng không việc gì phải đáng phàn nàn cả. Đây là bàn phím TKL, đây là bàn phím không có dãy phím số, có phần trackpad được đặt ở giữa, có kích thước không quá lớn, tuy nhiên cái cảm giác gì rất mượt mà. Khi mình sử dụng ấy mình thực sự ngạc nhiên luôn. Mình các nhu cầu trên văn phòng của mình hầu như mình sẽ không cần sử dụng chuột ngoài, mình sẽ sử dụng luôn cái phần trackpad này. Còn nếu chơi game thì đương nhiên vẫn cần chuột ngoài. Nhưng mà sau một năm sử dụng ấy, hư hỏng là một điều không thể tránh khỏi. Cái bàn phím trái phải này nó đã không còn mượt mà trước nữa, kiểu ấn vào nó tiếng kêu nó hơi to một chút. Cái này thì không thể tránh khỏi rồi. Gì mượt mà là mình thấy là ổn nhất rồi. Khi mua laptop gaming, anh em quan tâm nhất đến hệ thống tản nhiệt đúng không? Nó phải mạnh, nó phải kêu to thì máy nó mới mát được. Tuy nhiên thì Asus cũng đã trang bị cho anh em 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ Silent để giúp anh em làm việc yên tĩnh, 2 chế độ Balance giúp anh em kiểu cân bằng giữa nhiệt độ và độ ổn của quạt, và cuối cùng là tính năng Turbo khi quạt gió đẩy đến mức tối đa. Thật ra thì nói là đẩy đến mức tối đa thôi, nhưng mình cảm thấy nó không to lắm, nó vẫn kiểu ở trong mức chấp nhận được. Và khi sử dụng bật mắc quạt thì đương nhiên nó phải mát rồi. Còn nếu như anh em làm việc ở trong văn phòng, các môi trường mà có nhiều người ấy, mình khuyên anh em, một là để chế độ Silent chịu khó nóng một chút cho nó yên tĩnh, hai là để ở chế độ Balance thì nó sẽ cân bằng được giữa nhiệt độ và cũng như là độ ồn của máy. Cuối cùng thì mình sẽ đề cập đến phần thiết kế. Thì mặt lưng của máy, anh em có thể thấy ở đây là logo của ROG có thể phát sáng được, Asus ROG có thể phát sáng, được chia làm hai phần. Còn phần khung máy được làm từ nhựa. Anh em có thắc mắc là nó có vẹt hay không? Không, nó không hề có vẹt một chút nào. Sau một năm sử dụng ấy, mình cảm thấy nó vẫn bình thường, nó không có một cái gì cho mình cảm giác gọi là nó rẻ tiền, nó hợp ép. Bởi vì nhựa mà, nhựa thì có nhựa rít, nhựa rát, nhựa hãng này không được ngon nhưng nhựa hãng kia thì chưa chắc đâu nhá. Còn lại thì anh em phải chấp nhận một điều nhá, đó chính là việc bám vân tay nó sẽ bám cực kỳ nhiều luôn. Nếu như anh em là một người kỹ tính ấy, kiểu thường xuyên mang khăn đi lau các thứ thì không phải lo. Còn như mình là một người ra rất nhiều mồ hôi tay sử dụng mẫu laptop này thì vân tay đã bám hơi nhiều một chút, mình quay lên thì anh em thông cảm nhé. Tổng kết lại, nếu như các bạn quan tâm hay phân vân không biết nên lựa chọn các mẫu laptop gaming để sử dụng trong nhiều năm có tã hay là hỏng hay không thì mình xin trả lời là không. Mà thật ra là do
từng người thôi. Nếu như bạn giữ gìn thì chắc chắn nó sẽ khó hỏng hơn rồi, còn nếu như bạn người không giữ gìn ấy thì chắc chắn nó sẽ hỏng. Và các mẫu laptop của Acer thì nó sẽ có một điểm đặc biệt, đó chính là được bảo hành lên tận 2 năm, dùng cho các công việc kiểu về nhà này, đến chỗ làm này, hay là chơi game đều rất tốt. Nếu chẳng may nó có hỏng thì sẽ mang đi bảo hành thôi, tận 2 năm bảo hành cơ mà. Vậy thì đường link của các sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Anh em nếu quan tâm thì có thể click vào, và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.